Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cái đèn của hãng Yamaha, Yamaha G220A nha mọi người. Đó, đèn thì ngoại hình còn khá là đẹp. Cái này được top solid rồi nha mọi người. Đó, cái này là top solid resider nha mọi người. Đó, đèn ngoại hình còn khá là đẹp và hoàn hảo luôn. Đó, lưng hông là bộ gỗ Roser Wood nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Đó, có chỉ lưng luôn nha mọi người. Cái này thì bản cần 52 nha mọi người. Đó. Đây, bộ khóa zin của dòng G nha mọi người. Đó. Rất là đẹp. Cái này sử dụng lâu dài rất là ok nha mọi người. Đó. Cái này em bán giá 4 triệu rưỡi nha. Em tặng bao da hoặc là cây mỏng để ship xe nha mọi người. Đó. Rất là đẹp. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh.